Thư cho con là Kỷ Hồng Thư viết tại Giang Tây, ngày 29 tháng 9 năm 1856 thầy thấy người nhà lại dinh khen rằng con cử chỉ đứng đắn, thầy bằng lòng. Người ta ai cũng mong con cháu làm quan to, thầy không thích thế, thầy chỉ mong mọi con cháu làm nên được người quân tử, biết đọc sách, biết rõ nghĩa đạo làm người. Tự giữ mực siêng năng tàn thiện, tập quen khó nhọc, ở lúc vui cũng thế, ở lúc túng vấn, eo hẹp cũng thế, thế là người quân tử. Thầy làm quan hơn 20 năm nay, không dám nhiễm một tí mùi con nào, ăn mặc cư xử, vẫn giữ thói thanh bạch, kiệm lắm cũng được, hơi phong cũng được, chứ phong lắm thì thầy không dám. Phàm những nhà làm quan, bởi tàn tiện biến ra xa xỉ thì rất dễ, bởi xa xỉ mà giữ lại thói tàn tiện thì rất khó. Con tuổi con nhỏ đừng có ham mộ xa hoa, đừng có tập quen lười lĩnh, không cứ nhà hơn nhà kém, kẻ học trò, kẻ làm ruộng, người đi buôn, người làm thợ, biết giữ mực siêng năng, tàn tiện, khó nhọc, thì thấy khá ngay. Láo lếu xa xỉ, lười lĩnh thì thấy hỏng ngay. Con biết chữ đọc sách, chớ có sao nhãng, sáng phải dậy sớm, chớ có làm sai cái phép nhà từ tổ tiên ông cha để lại cho. Con chả từng được mắt trông thấy ông con và chú thầy cứ sáng sớm là dậy lấy ư. Phàm giàu sang công danh, đều có số cả, một nửa cậy sức người, một nửa nhờ trời, duy học làm nên bậc thánh hiển, đều do tự mình làm chủ, không có can thiệp gì đến trời đến mệnh. Thầy vẫn có chí học đạo thánh hiển. Chỉ vì lúc bé thiếu một cái công phu cư kính mà đến bây giờ cũng còn có lúc nói đùa làm bỡn. Con cử chỉ đứng đắn, không hay nói cản, thế là có cơ tiến được đấy, con nên cố đi. Thư cho con là Kỷ Trạch Thư viết tại Giang Tây, ngày 3 tháng 8 năm 1858 hôm mùng 1 tháng 8 thầy tiếp được cái thư của con, biết rằng ở nhà mẹ con và các con đều được bình yên, thầy mừng lắm. Con học bộ tứ thư không tâm hiểu được mấy, là vì con không biết, hư tâm hàm định, thiết kỷ thể xác. Nghĩa là... ngâm nghĩ ngâm nghĩa, xét nét kỹ càng như đặt mình vào địa vị ấy. Phép ông Chu Tử dạy người ta đọc sách, lấy hai câu ấy làm tinh thần nhất. Như bây giờ con đang học Thiên Ly Lâu, chương đầu Thiên Ly Lâu có câu rằng, kẻ trên không có đạo để đo đán, kẻ dưới không có phép mà giữ gìn, thế nước tất nguy. Năm xưa thầy học đến đấy cũng coi là thường, gần nay ra làm quan mới hiểu rằng làm người trên phải noi đạo mà đo đán, kẻ dưới phải cứ phép mà giữ gìn, nếu người nào cũng không theo đạo đo đán, tự cho mình là phải. Tự theo lòng mình mà không theo phép, thì tất thành ra kẻ dưới xâm phạm cả người trên. Năm xưa thầy học đến chương mình yêu người mà người ta không thân với mình, thì phải nghĩ lại xem mình có thật là yêu người không cũng coi là thường. Bây giờ duyệt lịch nhiều mới hiểu rằng mình trị người ta, mà người ta không phục là bởi trí khôn mình kém. Đấy là một cái chứng xem biết công hiệu câu, xét nét kỹ càng như đặt mình vào địa vị ấy. Còn như hai chữ hàm vịnh rất là khó hiểu. Thầy thường lấy ý hiểu ra rằng, hàm như là mưa xuân nhuận hoa. Như suối trong tưới lúa, mưa xuân nhuận hoa ít quá thì không mấn mở, nhiều quá thì tan tác, vừa vừa thì tư nhuận mà tươi tốt, suối trong tưới lúa, ít quá thì vẫn khô, nhiều quá thì ngập nát, vừa vừa thì xanh tốt mà bốc lên. Vịnh lại như con cá lượn dưới nước, như người rửa chân. Ông Trình Tử nói rằng, con cá nhảy ở vực coi vẻ nhanh nhảu lắm. Ông Trang Tử bảo rằng, xem cá ở bờ hào, lắm vẻ thú lạ, đấy là cái thú cá nước. Ông Tả Thái Sung nói rằng, rửa chân thích rửa ở cái dòng nước chảy xa muôn dặm. Ông Tô Tử Chiếm có bài thơ tả cái thú đêm nằm khỏa chân dưới nước, có bài thơ tả lúc mới tắm xong, cũng là cái thú thích nước cả. Người biết học sách phải nên coi quyển sách như nước, mà coi cái lòng mình như hoa như lúa, như cá, như rửa chân, thì mới hiểu được ý ngoài hai chữ hàm định. Con học sách chóng biết, nhưng không thâm hiểu nghĩa văn, nên dốc lòng suy cầu bốn chữ thể sát hàm định của ông Chu Tử mới được. Thư cho Kỷ Trạch Thư viết tại doanh trại Giặc Dương ngày 20 tháng 8 năm 1858 hôm 19 thầy tiếp được một cái thư và một bài thơ của con gửi đến, thầy xem bài thơ của con, khí thanh mà lời cùng êm, thầy vui lòng lắm. Phàm làm thơ phải so sánh thanh và điệu cho kỹ. Con muốn học thơ, phải nên học mỗi lối độ 30 bài cho thật thuộc, thuật mới đọc thơ phải lên giọng cho rõ ràng khiến cho khí mạnh lên, rồi sẽ ngâm khe khẽ để ngấm nghĩa cái tứ hay, hai phép cùng tiến, khiến cho thanh điệu của cổ nhân dập dịu cùng ứng. Như quen với cổ lưỡi mình, đến lúc hạ bút làm thơ tự nhiên câu điệu tự đến, xuống bút thành thơ, tự đọc lên đã thấy kêu vang, thì tự nhiên có cái thú hứng hay bật ra. Cổ nhân đã có câu rằng, thơ vừa chữa xong tự ngâm mãi, lại có câu rằng, nghiền thơ chữa được cứ ngâm dài, xem thế thì biết lúc cổ nhân nghiền ngấu khó nhọc, cũng chỉ chuyên trị hai cách thanh và điệu. Tại sao? Bởi vì những bài thơ có chữ có câu là nhân lại, nghĩa là thơ của người làm ra, thơ không có câu có chữ là thiên lại. Nghĩa là thơ tự nhiên của trời. Nếu hiểu được lẽ ấy, đem thiên lại và nhân lại hòa lẫn nhau mà làm, thì cái phương pháp làm thơ đã hiểu được quá nửa rồi đấy. Thầy bình sinh có ba điều xấu hổ, các môn học, môn nào cũng thiệp liệp, duy có khoa học thiên văn và khoa học tính không biết, dẫu những ngôi sao thường nói đến cũng không biết,
thế là một điều xấu hổ. Hễ cứ làm một việc gì, tập một nghề gì cũng chỉ có trước không sau, thế là hai điều xấu hổ. Lúc bé tập chữ, không hề được lối nào, đến nỗi thay đổi luôn mà không thành, vừa chậm chạp, vừa không ưa nhìn, bây giờ ra coi việc quân, viết rất nhiều mà mất mát lắm, thế là ba điều xấu hổ. Con muốn làm nên một người con làm nổi cơ đồ nhà, nên dụng công rửa ba điều xấu hổ ấy cho thầy. Phàm làm một việc gì, không cứ việc to hay việc nhỏ, khó hay dễ, đều nên có trước có sau, tập chữ trước phải tập cho tròn trạng, sau cho nhanh nhẹn, nếu mỗi ngày viết được độ 10.000 chữ chân thật, ít cũng viết được 7-8.000 chữ, càng nhiều càng quen, không mỏi tay nữa, sau này đem cái tài ấy dùng vào sự học, thì sao chép được cả mọi sách, dùng làm việc quan, thì không sót cán nào, bao nhiêu điều tiện lợi đều do ở cái công phu viết được ngay ngắn nhanh nhẹn mà ra cả. Kỳ đệ nhất khoa thi năm nay, chúng hay không chúng, cũng không quan hệ gì, hễ ra bảng rồi thì chỉ nên xem cho hết các kinh sử. Bóng quang âm rất khó được, một khắc giá nghìn vàng. Từ sau có viết thư thăm thầy nên đem những điều nào lẽ nào đã hiểu rồi, bàn bạc tung hành, để thầy xét xem con có tiến bộ không, đừng có viết lèo tèo được mấy lời thế.